Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Mọi người vào xem kênh của Kim Anh đó, thì mọi người nhớ vào đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh ha. Và những ai có nhu cầu đó, thì mình vào Zalo kết bạn gửi thông tin, thì Kim Anh sẽ giải đáp cho vấn đề bản thân của mình trong 6 tháng cuối năm này nó như thế nào. Phần Zalo thì Kim Anh sẽ để dưới phần tiêu đề nha mọi người nha. Hôm nay thì Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề của cái bạn này. Thì bạn này là sinh năm 82. Nói về bạn này, hiện tại bây giờ thì cho thấy bạn đang là đơn thân. Thì đúng ra trên con đường đời, đường bổn mạng của bạn, bạn là nữ nhưng mà bản tính của bạn là nghiêng về bản tính nam. Cho nên hiện tại bây giờ đúng ra trên con đường đi, nước bước trên con đường bổn mạng của bạn cho thấy đúng ra bạn là một người có địa vị trong xã hội thì mới đúng. Như trong công việc làm ăn hoặc là trên con đường đi, nước bước trên con đường đời của bạn, bạn phải là một người có địa vị trong xã hội hoặc là làm thầy làm chủ cho bản thân của mình rất là tốt. Trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ cho thấy thứ nhất tâm trạng của mình nó hơi bị buồn phiền, không có được thoải mái vô tư. Thứ hai nữa, đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ đang được âm phò dương trợ rất là tốt, quý nhân giúp đỡ nâng đỡ mình trên con đường bổn mạng rất là nhiều. Trên con đường bổn mạng của bạn đúng ra cơ hội tài lộc đến với bạn rất là đẹp. Có thể nói tuổi 41 này đi lên đúng ra của bạn là bạn phải có ăn trên ngồi trước làm thầy làm chủ, cũng như cơ hội tài lộc đến với bạn có thể nói là do thiên tạo, không còn là do nhân tạo nữa. Nhưng mà ở đây con đường đi, nước bước trên con đường bổn mạng của bạn thì đúng ra bạn phải là một người có số đi xa, số ly hương. Nhưng trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ cho thấy đúng ra từ 4 năm tới 7 năm vừa qua, đường bổn mạng của bạn nó không có đạt được cái sự như ý. Hoặc có thể nói đường bổn mạng của mình nó hơi gặp xui gặp xấu nhiều. Và trên con đường bổn mạng 4 năm qua thì ở đây bạn bị vướng vào cái phần phong long tử. Mà phong long tử này không phải là do mình tạo ra, mà phong long tử này là do một cặp vợ chồng trên con đường sự nghiệp làm ăn của mình đem đến cho mình. Như người ta hư thai sa sút và người ta đến nơi làm ăn, cơ sở kinh doanh hoặc là làm việc của mình và đem đến cái phần phong long tử này tới cho bản thân của mình. Cho nên nói về trong 4 năm qua tới 7 năm qua trên con đường bổn mạng của bạn, bạn bị ảnh hưởng cái phần phong long rất là nhiều. Cho nên có thể nói công việc đến với mình không có được thuận lợi, tài lộc đến với mình nó bị cản tài cản lộc. Vì vậy để cho con đường bổn mạng của mình nó được thuận lợi trong công việc làm ăn, đường đi nước bước của mình không bị cản trở, thì ở đây tốt nhất là bạn nên xả bỏ cái phong long tử này trên con đường đi nước bước trên con đường bổn mạng của bạn, để con đường đi nước bước của mình nó được thuận lợi hơn, cơ hội đến với mình được tốt đẹp hơn. Đúng ra thì đường bổn mạng của bạn từ tháng 5 vừa qua là cơ hội đến với mình rất là tốt. Có thể nói là hai cơ hội, nhưng mà cơ hội đến đều bị cản trở hết. Cho nên á, trên con đường bổn mạng của bạn thì nhắc bạn là như vậy về cái phần tâm linh. Thứ hai nữa thì nhắc luôn với bạn, nếu như đường đi nước bước của bạn, bạn có ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc, hoặc là ký kết giấy tờ hợp tác làm ăn một vấn đề gì trong cái tháng 6 âm lịch này, thì nhắc bạn đặc biệt trong ngày 17 tháng 6 này tốt nhất không nên đi đâu xa, không nên đi đâu nhiều vào ban đêm, cũng như là có cái sự va chạm đụng độ với ai thì nhắc bạn cần phải có cái sự nhường nhịn nhiều để con đường bổn mạng của mình nó được tốt hơn. Tại vì nói về cái ngày 17 này là cái ngày sát chủ, cho nên nhắc bạn trong cái tháng 6 âm lịch này ha, tốt nhất là mình nên giữ gìn luôn trong cái tháng 6 và đặc biệt là cái ngày 17. Tại vì nói về mình, bản tính của mình, thứ nhất là mình hơi nam tính, mình cương trực, ngay thẳng, bộc trực quá, và bản tính của mình là hơi nóng. Nhưng vì vậy cho nên khi mà bạn có cái sự va chạm với ai, hoặc là có cái sự can thiệp nào, như là có cái sự tranh cãi, lời qua tiếng lại gì của ai, hoặc là giữa người khác có cái sự va chạm mà mình vào mình can thiệp, nhiều khi cái sự nóng nảy của mình nó bộc phát lên á, thì đâm ra nó ảnh hưởng tới con đường bổn mạng của mình. Nhiều khi ách giữa đàn mình mang vào cổ không hay không tốt ha. Cho nên nhắc bạn trên con đường bổn mạng của bạn là như vậy. Tốt nhất là hạn chế trong cái tháng 6 này không nên đi đâu xa. Hoặc có ý định đi đâu xa thì tốt nhất cứ từ từ, không vội vàng, không nóng nảy một vấn đề gì. Đồng thời nếu có ý định mở mang hợp tác làm ăn thay đổi gì cũng vậy, trong tháng 6 này không nên chọn làm đích, cũng không nên mở mang thay đổi.
Riêng về trên con đường công danh sự nghiệp của bạn ở đây thì cho thấy thứ nhất là bạn đang được cửu quyền gia hộ rất là tốt. Cho nên nhắc bạn trên con đường đi nước bước, trên con đường công việc làm ăn của bạn dù ở đâu làm gì thì trước khi mà bước ra mình làm ăn hoặc là ký kết hợp đồng một vấn đề gì thì nhắc bạn cố gắng cầu nguyện hương khói cho cửu quyền để cửu quyền gia hộ xây chuyển cho bạn được tốt hơn. Thứ hai nữa thì vấn đề làm ăn của bạn để được suôn sẻ thuận lợi thì bạn cần phải xả cái phong long tử trên con đường sự nghiệp do cặp vợ chồng này mang đến cho mình. Thứ ba nữa thì nhắc bạn trên con đường sự nghiệp của bạn trong 4 năm qua, bạn có hứa hẹn gì về cái phần tâm linh như là bạn thờ phụng một ai hoặc là bạn tạ lễ tạ ơn một cái vấn đề gì mà bạn chưa thực hiện thì nhắc bạn cần có sự quan tâm thực hiện cái lời hứa của bạn để cho đường sự nghiệp tài lộc của bạn đến với bạn được tốt. Chứ hiện tại bây giờ trên con đường công danh sự nghiệp của bạn đúng ra cho thấy tâm trạng của bạn bây giờ buồn nhiều hơn là vui, như là mình buồn phiền hoặc là cái sự kiên định của mình nó bị giống kiểu là trên đường sự nghiệp của mình có cái phần nản chí á. Thì nhắc bạn đúng ra trên đường sự nghiệp tài lộc của bạn 4 năm qua có tiếng nhiều hơn là có miếng. Cơ hội tài lộc đến với bạn có thể nói là hao tài thất lộc nhiều hơn là có tài. Như là trên đường sự nghiệp tài lộc của mình là tai nhiều hơn tài trong 4 năm qua tới 7 năm qua. Thì để cho con đường tài lộc của mình nó được thuận lợi thì báo với bạn như vậy. Còn riêng về trên vấn đề tài lộc, bạn đang trông chờ cơ hội tài lộc gì hoặc là cái sự vay trả gì của một ai mà đem đến cho mình cái lời hứa người ta có đến được với mình hay không thì hoàn toàn là bị thất vọng. Chỉ có cái tiếng thôi, như người này hứa hẹn với bạn là sẽ giao trả cho mình như vậy như kia, nhưng thực chất đó là chỉ là cái lời hứa suông, không đem đến cho bạn được cơ hội vững vàng hoặc là tài lộc không đến được với bạn, chỉ đem đến cho bạn cái sự thất vọng trên con đường tài lộc. Mà đường cơ hội tài lộc có đến được với bạn hay không, đem đến cho bạn được cái hồi kết hay không và cái sự bù đắp cho mình trên con đường sự nghiệp tài lộc hay không thì bắt đầu từ tháng 9 âm đi lên bạn mới có cơ hội có được cái sự đền bù cũng như là cơ hội mở mang thay đổi làm ăn ấy, có thể là sẽ tốt đẹp hơn là 4 năm tới 9 năm vừa qua. Thì cũng bắt đầu từ tháng 9 đi lên, nếu từ tháng 9 đi lên mà nếu có một cặp vợ chồng nào hoặc có một người anh trai em trai nào có ý hứa hẹn hoặc là có ý định mở mang thay đổi bắt tay làm ăn với bạn thì bạn nên đón nhận bắt đầu từ cuối năm ha. Còn hiện tại bây giờ thì cho thấy cơ hội tài lộc đến với bạn chưa có được nhiều hoặc là lời hứa hẹn nợ nần gì với bạn đó thì chưa có đạt được cái sự như ý của bạn. Cho nên làm trên con đường tài lộc của bạn hiện tại bây giờ tâm trạng của bạn là buồn phiền. Thì nhắc bạn trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn cần phải có ý chí, có cái sự kiên định, không nên nản chí cái gì hết. Cơ hội có đến được với bạn tốt đẹp hay không thì bắt đầu từ tháng 9 âm lịch. Còn nói về bạn đúng ra thì ở tuổi 41 này đi lên về 45 rồi thì bạn sẽ có cơ hội ăn trên ngồi trước làm thầy làm chủ chứ không có còn sợ cơ cực xui xấu như những thời gian qua nữa. Nhưng dù vậy thì trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn để có được cơ hội thành công hay không, tài lộc đến với mình có bị cản trở hay không thì nhắc bạn cần phải xả bỏ cái phong long của mình, cái phong long tử trên con đường bổn mạng của mình đi để con đường tài lộc đến với mình nó được tốt đẹp hơn. Riêng về vấn đề tình cảm thì vấn đề tình cảm của bạn ở đây, thứ nhất nói về vấn đề tình cảm, hiện tại bây giờ cái người nữ này nè, người ta đang ôm hình bóng của bạn và có ý định hướng về bạn rất là nhiều. Tại vì nói về trong cái thời gian qua giữa hai bạn có sóng gió trở ngại cái gì thì hiện tại bây giờ cho thấy như là người bạn nữ này á đang yêu thương một người bạn nam nhỏ tuổi này, thì cho thấy người bạn nam này, người này tính là xạo, không chân thực, không chân thực với người bạn nữ này, cho nên bây giờ người bạn nữ này có ý định quay đầu với bạn. Mà quay đầu với bạn như vậy, nếu như bạn mở rộng vòng tay đón nhận thì bạn sẽ có cơ hội có được sự bù đắp. Còn nếu như mà trên con đường tình cảm bạn có ý khác hoặc là mình có cái sự cương kiên định á, thì bạn cũng nên khuyên cái người bạn nữ này, nếu như tiến tới với cái người bạn nam nhỏ tuổi này thì cho thấy người bạn nam này đến với người bạn nữ này không chân thực lắm trong vấn đề tình cảm. Nhắc người bạn nữ này cần phải cẩn thận đề phòng giữ gìn ha. Còn mà nói về đúng ra thì người bạn nữ này á, mà chia tay với bạn thì cho thấy trên con đường nhân duyên tình cảm của bạn đúng ra là bạn bị căng tu. Bạn bị căng tu ở đây là như là ngày
ngày sinh tháng đẻ của mình, gặp ngày các cái vị thần tiên người ta đắc đạo và người ta chấm mình, người ta chấm mình ở vậy như mình thờ phụng ơn trên hương khói, không có muốn cho mình dính dáng tới vấn đề tình cảm trai gái, cho nên là con đường tình cảm của mình hay bị trắc trở sóng gió. Cho nên để cho con đường nhân duyên tình cảm của bạn được tốt á, thì ở đây cũng khuyên bạn luôn, vì mình là người có căn tu nhưng mà mình không có đủ duyên tu. Nếu như bạn ở vậy thờ phụng ơn trên được á, thì tốt, nhưng mà mình không có cái căn, không có cái duyên thì mình không thể nào mà mình tu được cũng như là mình ở vậy được. Mình muốn tìm cho mình một con đường hạnh phúc thì để con đường hạnh phúc của mình nó có được cái sự thuận lợi suôn sẻ, có được cái sự bù đắp ở con đường trung vận, về con đường hậu vận, thì ở đây tốt nhất là bạn nên xin, bạn nên xin cầu nguyện với lại ơn trên và xin giải cái căn tu của bạn. Thì con đường nhân duyên tình cảm của bạn, dù bạn đến với bạn nữ này hoặc là bạn đến với một người bạn nào khác bất kỳ, thì con đường nhân duyên tình cảm của bạn mới đem đến cho bạn được cái hồi kết ở con đường trung vận, về con đường hậu vận của bạn ha. Còn như mà trên con đường nhân duyên tình cảm của bạn hiện tại bây giờ, đúng ra có một người, có một người bạn nam nào lớn tuổi có ý cản trở nói ra nói vào, hoặc là có cái sự va chạm lời qua tiếng lại gì về vấn đề tình cảm của bạn cũng vậy, thì nhắc bạn cần phải nhường nhịn nhiều. Còn như người ta đem lời thị phi dèm pha nói ra nói vào thì lời nói đó là không có chân thật cho lắm, cho nên nhắc bạn không có nên tin tưởng. Không, cho nên nói về trên cái vấn đề nhân duyên tình cảm của bạn á, để cho con đường tình cảm đến với bạn được đẹp được tốt, thì bạn cần phải giống kiểu là có cái sự kiên định, không nên để cho những cái lời nói thị phi đó đem đến cho mình cái sự hoang mang, cái sự thất vọng trên con đường tình cảm và đem đến cho mình cái sự buồn phiền không đáng có. Đó là nói về vấn đề tình cảm của bạn thì báo cho bạn rõ như vậy ha. Thì qua cái quẻ bài của cái bạn nữ này thì mình cho thấy cái quẻ bài thì không có cái gì nói về trên vấn đề tài lộc. Nói chung cái quẻ bài của bạn này thì chưa thấy cái gì là vấn đề tốt đẹp nhiều, cho nên nhắc bạn trong cuộc sống của bạn tốt nhất hiện tại bây giờ bạn cố gắng cầu nguyện nhiều, cũng như là có cái sự tu tập được nhiều nữa thì sẽ tốt hơn. Và thứ hai nữa thì bạn nên lo lắng về các cái phần tâm linh của mình đi, để con đường sự nghiệp bổn mạng của mình hoặc công việc làm ăn của mình, vấn đề tình cảm của mình nó được trôi chảy thuận lợi hơn trong cái tương lai nha. Đó thì cái quẻ bài của cái bạn này thì Kim Anh chia sẻ như vậy. Còn mọi người mình có cái vấn đề gì muốn thắc mắc tham khảo, có vấn đề gì thắc mắc hoặc là muốn biết rõ trong 6 tháng tới trong cái vận mệnh của mình nó có biến chuyển gì, thì mọi người vào trong Zalo kết bạn, gửi thông tin vào trong Zalo ha. Thì Kim Anh hữu duyên sẽ giải đáp cho tất cả mọi người mình về vấn đề của bản thân của mình. Còn clip hôm nay thì Kim Anh xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha.